thầy có nói thầy thầy viết vài bài cho nói chúng con đi, thì từ đó là chúng qua cô Thủy, tôi với cô Thủy là từ học cách nữa, cô Thủy ở trường trước và tôi khi đó đi về dạy Ninh Hòa, nhưng mà đối với cô Thủy á, tình cảm của cô Thủy đối với các thầy các cô cũng như là bạn bè đó, rất được mọi người yêu mến, là có sống với anh em là sống với chương trình, mà khi nào cho chương trình thì được chương trình, và cái đó là cái của cô Thủy là nối kết chúng ta lại với nhau. Tôi làm sao biết được âm thanh, làm sao được chị Kim Ron, làm sao biết được những người như cô Thanh Trí, chị Lan á, nhưng mà qua cái ngoài chuyện con và đặc biệt là từ cô Thủy thì nối kết lại và chúng ta gặp gỡ nhau, và tôi nghĩ cuộc đời á và là cái duyên khi chúng ta ngồi với nhau đây là một cái duyên, tất cả đều là cái tự nhiên, mới tự nhiên mà gặp nhau đâu. Tại sao lúc đó đột tôi về dạy thì phải Quy Nhơn mà đột tôi dạy về dạy Ninh Hòa, từ Ninh Hòa tôi quen được nhiều người, trong đó là làm trò của tôi quen được chị Đào, quen được nhiều người, và qua trang web này cũng là duyên nữa, gặp được chị Vi Rong, nghe tiếng chị bé Đức Nam, nghe thằng chị á rất là giàu rất thẩm mỹ, nhìn hình ảnh của chị bé chính Ninh Hòa chúng con, tôi rất thích những cái nét cơ bản của chị. Và ngoài ra nữa là công lao và tạo nên Ninh Hòa con để chúng ta ngồi với nhau là nhờ anh Thành, và đặc biệt là nhờ chị Thành nữa đó. Tôi đâu gặp anh Thành nào đâu, gặp qua những cái mail thôi, bây giờ là một lần nữa anh Thành đi vào tôi nghe ngờ thế này giống như là quen đâu rồi, mà tôi nghĩ là không nhờ anh Thành về, vì cách đây mấy ngày á khi Thủy nói á là anh Thành tiến năng lên cái đầu tôi lúc là nói như tôi nói hóa ra là anh Thành. Đó, các bạn anh này thì cũng quen đi vào một cái gì nhìn cũng quen nữa, vì sao tôi nhận ảo như Phi Ròn. Cho nên là mọi sự trên đời chúng tôi được gọi đó đều là của duyên với nhau hết, của duyên với nhau. Mà cái mong mỏi của tôi về sau này đó, Liên Hòa chúng con đó, cũng như anh em Liên Hòa chúng Mỹ ở Việt Nam hay là ở hải ngoại đó, lấy cái tinh thần mà toàn kết chia sẻ giúp đỡ với nhau, làm những cái chất sống đó, lấy cái đó lấy cái chân tình để mình với nhau là cái rất là tốt đó, từ cái chân tình đó là ngoài cái hiểu lầm mà chắc chắn là nó sẽ bị xóa đi, thì có chân tình thì xóa được chân tình, thì mình mong rằng là những việc này đó, làm quen được các chị, làm quen được anh, và mong rằng sau này là Ninh Hòa chúng ta càng ngày càng phát triển hơn nữa. Còn như tôi về Ninh Hòa tôi vừa dạy ngoài trường rồi chứ là, nhưng mà tôi vẫn gắn bó với Ninh Hòa nhiều hơn, vì cái đó là cái nơi mà tôi được chia sẻ bao nhiêu kinh nghiệm. Xin cảm ơn Ninh Thành và cảm ơn chị Vi Ròn các bạn đấy.